chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phúc. Hôm nay mình sẽ đi diễn một show ở Đà Lạt với ca sĩ Trịnh Thanh Bình ở quán cà phê Lululola. Bây giờ mình đã tới quán rồi mà các bạn hãy đi theo chân mình để xem một ngày làm việc của mình như thế nào nhé. Chơi chung show với bạn Ngọc. Ok, hẹn gặp lại các bạn.